Ngày 4 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần phối hợp với tổ chức Loan Stiftung Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức khánh thành và bàn giao nhà bán trú cùng các hạng mục phụ trợ tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chế Là, xã Chế Là. Công trình xây dựng nhà bán trú và các hạng mục phụ trợ tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chế Là đã được khảo sát vào tháng 10 năm 2019. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, công trình đã chính thức được khởi công xây dựng và sau 4 tháng khẩn trương triển khai xây dựng, công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, gồm khu nhà cấp 4 với 10 phòng, khu nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước. Ngoài ra còn hỗ trợ trang bị mới 80 giường tầng, 160 chiếu ngủ và 30 tủ sắt đựng đồ học sinh bán trú với tổng kinh phí tài trợ trên 2 tỷ đồng. Đây là công trình đầu tiên do tổ chức Loan Sơ Tiếp Tung tài trợ tại huyện Xín Mần. Công trình đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập của học sinh, góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng một TV cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chế Là.